Chùa Phước Kiển Tự nổi tiếng với những lá sen có kích thước khổng lồ, có thể làm chỗ đứng cho du khách chụp ảnh mỗi khi ghé thăm ngôi chùa này. Sư trụ trì tâm sự, những hố bơm thời chiến tranh để lại được tận dụng để trồng sen. Kỳ lạ là loại sen này trồng trong hố bơm tại chùa thì lá to, nhưng đem đi chỗ khác trồng thì lá nhỏ. Trước những lợi thế có được, chùa đã chỉnh trang để du khách tới tham quan. Lá sen to có thể dễ dàng chứa được một người trọng lượng đến 100 kg mà chỉ làm chao nhẹ mặt nước. Để du khách đứng trên lá sen chụp ảnh, phải đặt thêm cái mâm thiết mỏng lên trên, sau đó bước chậm rãi vào đúng tâm. Tuy nhiên, du khách tham quan phải trả một chi phí nhỏ để người bắt ván gỗ để lên lá rồi chụp ảnh.